Cho đến nay, đồng hồ năng lượng mặt trời được đánh giá là một bước tiến dài trong ngành chế tác đồng hồ. Không chỉ đảm bảo lợi ích về độ chính xác, những chiếc đồng hồ năng lượng ánh sáng còn góp phần bảo vệ môi trường, một điều rất thiết yếu cho sức khỏe của chúng ta. Công nghệ này đã phát triển ra sao và ai thực sự là người đã đứng sau sự ra đời của nó? Hãy cùng Đồng Hồ Duy Anh tìm hiểu trong video hôm nay. Công nghệ năng lượng ánh sáng là công nghệ chuyển hóa quang năng, tức là năng lượng bức xạ ánh sáng thành điện năng. Ánh sáng được sử dụng có thể là ánh sáng tự nhiên như là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng nhân tạo đến từ đèn điện. Tùy vào cường độ ánh sáng mà sẽ cung cấp năng lượng có hiệu suất cao hay là thấp. Đối với đồng hồ, bên dưới mặt số sẽ được trang bị những tập pin quang điện bằng chất liệu bán dẫn silicon. Khi ánh sáng tiếp xúc với chất bán dẫn sẽ tạo ra các điện tử tự do lưu thông trong chất liệu này để tạo thành điện năng và được tích trữ trong pin, sau đó cung cấp cho đồng hồ hoạt động. Những mẫu đồng hồ năng lượng ánh sáng hiện nay đều sử dụng một loại pin là lithium ion có khả năng sạc lại nhiều lần mà không bị suy giảm hiệu năng sau mỗi lần sạc, nhằm mang lại một chiếc đồng hồ có thể hoạt động bền bỉ với thời gian. Citizen và Seiko có lẽ là những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực đồng hồ năng lượng ánh sáng này. Tuy nhiên, chủ nhân thực sự của công nghệ năng lượng ánh sáng lại không phải là họ. Trong khi các nhà sản xuất còn đang trong quá trình nghiên cứu để áp dụng công nghệ này vào đồng hồ, thì một nhà phát minh sáng chế người Mỹ có tên là Roger Rido đã công bố những chiếc đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng đầu tiên trên thế giới vào năm 1972 với cái tên là Synchroner. Mặt đồng hồ thông thường sẽ được thay thế bằng hai tấm pin quang điện được thiết kế hình dạng chữ nhật và mặt số hiển thị được thiết kế ở bên cạnh phía dây đeo của đồng hồ, với mặt số khá nhỏ đủ để hiển thị thông tin một cách cần thiết. Sử dụng mặt số LED điện tử với những thanh LED màu đỏ trên nền mặt số màu đen, đây có thể được xem là một mẫu đồng hồ điện tử digital đầu tiên của thế giới, trong khi Seiko phải mãi đến năm 1973 mới chế tạo ra những mẫu đồng hồ digital quark đầu tiên. Trong khi những thương hiệu khác như là Seiko hay là Citizen liên tục cập nhật những phiên bản pin năng lượng mặt trời mới nhất, thì Synchrono vẫn đứng vững và duy trì vị trí với duy nhất một phiên bản, và đây được xem là một trong những phiên bản có tính lịch sử tồn tại lâu nhất trong thế giới đồng hồ và vẫn được tiếp tục sản xuất cho đến tận năm 2007. Không chỉ sở hữu công nghệ năng lượng hiện đại nhất, đồng hồ năng lượng mặt trời Synchrono còn sở hữu hàng loạt các tính năng tiên tiến mà những chiếc đồng hồ ở thời điểm đó không thể có được, như là khả năng lặn sâu lên đến 200m. Cùng với đó là khả năng điều khiển thời gian bằng nút chuyển mạch, tự động điều chỉnh ánh sáng theo ngày hay đêm để tiết kiệm năng lượng, tự động cập nhật thời gian theo năm nhuận như là một chiếc đồng hồ vạn niên. Vì thế, xét về thời điểm nghiên cứu cũng như là thời gian công bố phát minh và cả những tính năng hiện đại, thì có lẽ nói chắc rằng đồng hồ Synchrono mới là chủ nhân đầu tiên của những dòng đồng hồ năng lượng ánh sáng hiện nay. Và đó là quá khứ của công nghệ tuyệt vời này. Hãy cùng đón chờ xem những phát hiện khám phá mới nhất trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!